Hello tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả bà con. Mình là Đại Phú Hào đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại cái Đại Phú Hào mình nha. Hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2020. Mình là Đại Phú Hào sẽ quay trở lại với giá cả cà phê, giá tiêu ngày hôm nay cho bà con, cho mọi người xem tiền đường theo dõi buôn bán nha. Hôm nay giá cả tại hai sàn London và New York có giảm nhẹ mọi người nha. Bây giờ mình sẽ đi quay giá thực tế tại hai sàn xem thử nó giảm bao nhiêu cho mọi người theo dõi nha. Mong mọi người hãy luôn luôn ủng hộ kênh Đại Phú Hào mình nha. Hãy nhấn nút like, share và nút đăng ký miễn phí, đặc biệt là những nút chuông mọi người nhé, để xem những video giá cả mới nhất của mình phát ra hàng ngày nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ mọi người theo mình để theo dõi bảng giá San London New York nha. Let's go. Đây là bảng giá cà phê San London, cà phê Robusta, cà phê vối chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 9 tháng 4 năm 2020 mọi người nha. San Robusta có âm nhẹ mọi người nha. Kỳ hàng tháng 5 thì âm 6 đô xuống còn 1.200 USD trên tấn. Kỳ hàng tháng 7 thì âm 3 đô xuống còn 1.230 USD trên tấn. Kỳ hàng tháng 9 thì âm 5 đô, kỳ hàng tháng 11 âm 6 đô mọi người nha. Còn đây là bảng giá cà phê sàn New York, cà phê Arabica, cà phê chè chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 9 tháng 4 năm 2020. Sàn New York có âm nhẹ mọi người nhé. Kỳ hàng tháng 5 thì âm 0.10 sen xuống còn 119.80 sen trên pound. Kỳ hàng tháng 7 thì âm 0.15 sen xuống còn 120.90 sen trên pound. Kỳ hàng tháng 9 thì âm 0.20 sen, kỳ hàng tháng 12 âm 0.15 sen mọi người nhé. Vậy là hôm nay cả hai sàn New York và London đều âm nhẹ. Bây giờ mình sẽ đi quay giá cả thực tế tại cả tỉnh Tây Nguyên, xem thử là mua xuống mua lên bao nhiêu để mọi người xem tiền đường theo dõi buôn bán nhé. Đây là bảng tiêu số các tỉnh ngày hôm nay ngày 9 tháng 4 năm 2020 mọi người nhé. Đây là bảng giá cà phê giá tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Crong Năng, Đắk Lắk ngày hôm nay mọi người nhé, ngày 9 tháng 4 năm 2020.